khách Tây bất ngờ tìm thấy lá thư của bạn gái trong quán cà phê ở Hà Nội. Anh Alex Harmony quay lại The Nốt Coffee, Hoàn Kiếm, Hà Nội và bất ngờ thấy tờ giấy viết dòng nhắn gửi: "Nếu một ngày anh tìm thấy mảnh giấy này, hãy biết rằng em đã đi tìm anh khắp thế giới." The Nốt Coffee, Hoàn Kiếm, Hà Nội thu hút sự chú ý không phải bởi diện tích rộng lớn hay thiết kế cầu kỳ mà bằng những mảng tường phủ kín các mảnh giấy biết kể chuyện. Quán cà phê độc đáo này đã trở thành nhân chứng của biết bao lời tỏ tình, hẹn hò đầu tiên, thậm chí là cầu hôn. Không gian quán nhỏ, ấm cúng với gam màu sáng, tạo cảm giác thân thiện, gần gũi ngay khi bước vào. Mỗi tầng của quán được trang trí bởi những mẫu giấy nhắn gửi từ khắp nơi trên thế giới. Viết đủ mọi ngôn ngữ, chất chứa đủ mọi cung bậc cảm xúc. Quán nằm khiêm tốn trên một góc phố nhìn ra Hồ Gươm. Lối lên quán ngập tràn những tờ giấy nốt, dấu ấn của rất nhiều vị khách từng ghé thăm nơi đây. Bàn ghế được sắp xếp đơn giản, hài hòa để nhường chỗ cho khách và những góc tường đầy kỷ niệm. Quán không ồn ào hay hiện đại, nhưng chính những mảnh giấy và câu chuyện riêng tư của hàng ngàn vị khách đã biến nơi đây thành một bức tường cảm xúc độc đáo giữa lòng Hà Nội. Không chỉ trên tường, trần nhà, bàn, ghế hay bóng đèn tại quán cũng được dán chi chít những tờ giấy ghi chú. Theo Việt Bách, nhân viên tại quán, những tờ giấy chưa rơi xuống đất thì quán sẽ giữ nguyên, chùi bụi nhưng không bao giờ vứt bỏ. Mỗi tờ đều là câu chuyện của ai đó, và nó tạo nên không gian rất riêng ở đây, Việt Bách nói. Khách du lịch cũng đổ về The Nốt như một nơi phải đến khi ghé thăm Hà Nội. Anh Jack Sama, 31 tuổi, du khách từ London, chia sẻ cảm xúc hào hứng khi bất ngờ tìm thấy quán. "Tôi đã ghi câu tôi yêu Việt Nam vào tờ giấy nốt của mình", vị khách này nói. Anh Alex Harmony, 35 tuổi, người Đức, cho biết anh tình cờ gặp bạn gái tại quán, họ nói chuyện và hứa sẽ giữ liên lạc. Nhưng không may số điện thoại cô cho anh bị mất. Khi quay lại The Nốt Coffee, anh bất ngờ thấy tờ giấy viết dòng nhắn gửi: "Nếu một ngày anh tìm thấy mảnh giấy này, hãy biết rằng em đã đi tìm anh khắp thế giới." Chị Anne Brack, 23 tuổi, du khách người Pháp, cùng nhóm bạn quyết định viết một lời nhắn chung: "Hãy sống như một cuộc phiêu lưu" và dán trên bàn. Khi rời quán, họ ngẫu hứng tổ chức lễ ký kết, hứa sẽ quay lại Hà Nội và tạo ra nhiều kỷ niệm hơn nữa. Rất nhiều lời nhắn nhủ, tâm sự được thể hiện qua các tờ giấy ghi chú. Quán cà phê The Nốt Coffee ở Hà Nội là một quán cà phê ấm cúng, phục vụ bánh và cà phê, nổi tiếng với bức tường sặc sỡ phủ đầy giấy viết tay của khách. Quán nằm tại địa chỉ 64P Lương Văn Can, Hàng Trống, Hoàng Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. Quán mở cửa từ 8 giờ sáng đến 22 giờ 30 phút tối hàng ngày. Quán cà phê The Nốt Coffee được đánh giá 4.5 sao trên Google Maps. Khách hàng đánh giá cao không gian đẹp, đồ uống ngon và phục vụ tốt. Nếu bạn đang tìm kiếm một quán cà phê đẹp và yên tĩnh để thưởng thức cà phê và bánh ngọt, thì quán cà phê The Nốt Coffee là một lựa chọn tuyệt vời.